Hi, chào bạn. Chào mừng các bạn với Trung Nguyên TV. Các bạn nha, hôm nay mình sẽ tiếp tục bổ sung thêm cá, là hôm nay lên hẳn 5 bao. Hôm kia lên 2 bao, nhưng mà bảo 2 bao thôi chả bỏ quay, là mình không quay video. Mà lên cũng bán nhanh quá. 2 bao cũng còn vài con này. Với lô 2 bao lên thì rất là đẹp. Đấy, đổ từ trong ra đi em. Cho chậu to ra. Đây là ngoài này 3 bao này, trong này 2 bao, nữa là 5 bao này. Nhấc cái chậu, lôi cái thổ bao này lùi lại một tí. Lấy cái thùng đấy. Năm bao thì hôm nay mình sẽ về lẫn cả size to to lẫn cả size bé các bạn nhé. Đấy, về lẫn cả to cả bé. Thôi nhấc bỏ cái ghế này ra đi này. Quay dọc ra để quay dọc ra. Size này size nhỡ, size này là size khoảng 30. Hôm trước thì có đủ 5 chậu không thì cho hẳn sang chậu kia đi, chậu kia, chậu tròn kìa, trả 2 bao vào đấy thì nữa lại hơi khó nhìn. Cũng rất nhiều màu các bạn nhé. Đấy, đơn sắc, đấy, 2 màu, 3 màu là có hết. Cá to. Đấy. Lấy chậu nữa. Size này rơi vào size con nhỏ nhất, kia thấy con nhỏ phải size 36, 37 đến 40. Con nào to phải ngoài 40. Thì hàng cân thì sẽ rơi vào phải 89 lạng đến trên 1 cân một con. Vì phải con to phải đến cân 4, cân rưỡi. Thì những cái hàng to này từ trước đến nay thì bên mình vẫn bán theo cân để cho dễ bán các bạn nhé. Để bán cho size thì nó lệch nhau rất là nhiều. Size chủ yếu là size từ hàng size 35 quay đầu thôi. Ví dụ như hàng bên này size khoảng 30, tức là giá 200 ngàn một con. Size 30. Size 25 là 100, size 20 là 50.000. Size 30 là 15.000. Ồ, con này chất quá này. Con này màu chất như nước cất luôn này. Nó leo lên tí đầu nữa thì có phải là đỉnh của đỉnh luôn. Dao to tiếp à. Có cả con cái bướm rồi.
Ta đủ 5 chậu rồi đúng không? 5 chậu. Ô tô vừa đang dội lên. Dội tiếp lên. Rồi, dội thêm 17 chú lên. Thôi, dừng. Dừng dừng đã. Dội vào đây thì lấy tạo oxy, dội rồi tạm đây để mà nó hết oxy rồi. Oh, ok. À, giờ mình quay chi tiết các bạn nhá. Đây, lô này lên cũng nhìn thấy mấy em hàng độc độc rồi. Ví dụ như con này màu trắng ánh kim. Đấy. Có con vảy rồng của nó đẹp lắm đâu rồi. Siro đầu đỏ giữa đầu rồi. Đây con này Asagi, màu của Asagi cũng có đỏ trên đầu này. À, riêng màu Asagi cũng là cái màu hiếm hiếm trắng này. Đây em vảy rồng này. Màu rất là chất luôn. Màu cực kỳ độc và lạ luôn. Đó. Màu rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, quay rất là kỹ cho các bạn ngắm nhé. Size em này chắc phải size khoảng 30. Đây, bắt sang đây quay. Rất đẹp luôn. Màu rất là độc. Sàn kê này mọng đẹp. Đây, con bướm màu ánh kim này. Bướm này rất to luôn, rất đẹp luôn. Matsuba đầu sạch bóng luôn. Đây, đầu sư tử luôn các bạn này. Đó. Quá đẹp luôn. Đầu quá sạch. Đây, một em Matsuba AK Matsuba Duisu AK Matsuba. Đấy, tên đầy đủ. Thôi, thả chậu này vào về đi.
Mình sẽ quay cả bể. Tiếp theo sang chậu bên này thì quay cá bé trước. Đây đẩy thông vào đấy. Rồi. Ông to ở trong. Ừ. Vảnh rồng. À, cái lô trước hôm trước về 2 bao còn đẹp hơn lô này. Con này mà lô này cũng lại nhiều màu hơn. Lô trước ít màu. Quá đẹp còn sáng kề. Ok. Này. Quá đẹp. Còn Kohaku màu quá đỉnh luôn. Hàng quá là chất lượng luôn. Okay. Thả nốt này đi. Dựng lên kia. À, to, quay to thì thả to tiếp nè. Nước hơi đục, nó cùng nghiêng nghiêng cho nước bớt đi hóa. Nhẹ thôi, cá ra ngoài thôi. À, con này to chưa? Quá sumo luôn các bạn. Size đấy cũng phải size tầm 45. Con này phải size cũng phải ngoài 45, 46, 47. Con này đấy, size rất là to. Màu quá đỉnh luôn. À, wow. Em trắng vàng lưng anh chị khỏe thế. Có quả đầu rất là đẹp luôn, lưng anh kim, da rất là trắng, size cũng phải size ngoài 45 phân. Ok, thả này vào bể đi. Bắt tay. Con này bướm này, bướm đầu vàng rất là đẹp, size rất là to, vặn chặt thế Hóa ơi. Cái này không cần vặn chặt này đâu nhá, chỉ vặn mớm ở ngoài vài vòng vào thôi. Ờ, không bắn được. Được mấy em bướm to.
Đây con này vừa bướm đấy chứ. Đấy. Khôi khôi vào bắt thả cùng đi. Màu rất đẹp luôn này các bạn này. Đấy, lâu lâu ghê mình mới lên cái size to. Ôi, cái con kia 100% là có chửa. Sắp đẻ rồi. Bụng này. Úi dồi, mổ ra phải chắc 5 lạng, 6 lạng trứng. Bụng này sắp đẻ rồi. Nước lạ nước cái là phụt ngay. Mập chứ. Sát kê đẹp. Vàng ánh kim. Bụng to. Chắc là lên bể này lạ nước cái là chắc là phụt ngay, đẻ ngay. Ok. Đấy, lô to thì mình nhặt ra được 4 em bướm to này. Bạn nào có yêu bướm thì liên hệ nhé. Có thanh niên trẻ khỏe nào cần bướm to. Đây, size chậu này có thước này, áng thử size luôn này. Hóa ra giữ đuôi em size bao nhiêu đây? Size rồi, 47 phân đấy. Con to size 47 phân. Còn mấy con kia chắc phải 40 ngoài 40. Con này phê. Nhìn đầu to. Đây, thêm một bướm đây. Đấy. Gọi là được 2, 4, 5 bướm to. Xả nốt này đi. Kéo vào, kéo chậm vào. Đổ nước vỏ đi. Cứ dội thẳng, dội mạnh vào, dội vào trong luôn đấy. Đây, và mấy em bé này. Quá đẹp luôn, mấy con cua cua đẹp. Ok. Đây, cái lô bé mình đây vừa thả vào đây. Lẫn một ít còn lô cũ. Đấy, rất nhiều. Rất nhiều các bạn nhé, nhìn đấy, các bạn nhìn thấy bể, cá bể nhìn nó bơi màu rất là đẹp. Ê, giá mình lúc nãy mình nói rồi đấy, cá size dưới 35 thì bên mình đều bán theo size. Theo size 20 phân này, một găng tay này, đo từ đầu đến hết đuôi, 50.000 một con. Đến size 25 là 100, size 30 là 200. Đấy, như con ba màu này nhá, con đấy là size 30 đấy, 200. Còn như con này cũng size khoảng 20 rồi này, 50.000 này. Đấy. Còn mấy con này size 25, 100. Còn size 27, 28 thì con kia 150 kìa. Bây giờ ở bể này trung bình chung nó sẽ rơi vào từ 100 đến 150 một con. Chỉ có 1-2 con to to lên hẳn 200 thôi. Còn cái này thả vào đây đi ạ. Rội cho làm quen nước rồi thả vào đấy. Bỏ cất tải và nó trong đi.
Đây, vào quay bể to vừa nãy thả đây. Đấy, là to. Là to. Là to nhìn rất là đã các bạn. Đó. To nhìn là bơi rất là đã. Còn ở đây thì mình có con rùa cá sấu rất là to này. Các bạn nào muốn chơi rùa không? Để đây mình thì đứa mình chơi thôi, nhưng mà bạn nào mà yêu thì lại nuôi thì mình nhượng lại cho các bạn. Giá trước mình bán 2 triệu ấy. Giờ bạn nào lấy để 1,5 triệu. Không có thời gian chăm. Thì nhốt nó vào mỗi cái thùng không đấy, đấy quá tội quá. Lần trước ở bên kia thì có chỗ nó rộng, bên này thì không có cái bể nào để nuôi riêng được. Đây, bể này vẫn đang chạy nước lại này. Bể này đang nhường lại để thả cá mồi rồi. Ok. Mấy con đấy mình thả lẫn ba đuôi vào đây. Nên bể này nhìn nó hơi tạp. Cho cái vòi nước ở đây, bơm thêm nước bể này lên một tí nữa. Rồi, ghé một tí bạn nào yêu lan. Các loại lan, từ lan rừng, lan đai châu, hồ điệp thì vài vô nữa mình sẽ về thêm hồ điệp. Lan rừng, lan sóc với các thứ này. Xong đến lan đột biến, lan va thì khoảng gần 150 dòng khác nhau các bạn nhé, cực nhiều luôn, gần 150 dòng. Lần trước mình khoảng gần 100 dòng, bây giờ đã cập nhật thêm gần 100 dòng. Ok, rất nhiều, từ kỳ to đến kỳ bé đến chậu nái có hết. Và các phụ tùng thuốc men này, giá thể chậu nước mình có đầy đủ các bạn nhé. Đấy, là kết hợp thôi. Cho bạn nào hay có những hồ coi và có chơi lan cùng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video mình nha. Đấy, các bạn thấy video mình hay được tiếp một like, ủng hộ mình một cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.